Lẹ con ơi. Hello quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official nha. Lẹ. Chơi đi chơi nè, ba không cho đi đâu. Lẹ lên, tự nhiên ba không cho đi, lẹ lên con, lẹ lên. À đi, à ba đi, ba cho đi. À ba ta đi tất niên nè. Rồi ba đi tất niên rồi, ba lên đồ đẹp trai cùng hai mẹ con ở nhà bèo bọt quá nè, mình cô chú nè. Đó rồi con ngã đi. À không, ba đi nè. Con ngã ba, à ba. À. Ngã ba lại nè, vô gần em nè, hai ba, à ba cho đi chơi. À ba. À. Trời ơi giỏi dữ vậy trời ơi, sao à đâu chứ à. À lên nữa, hai ba. Hai mẹ con cùng ngã, hai ba. À. Con ngã đi, con ngã ông bà cô gì chú bác đi. Đi này cho ba cho ở nhà này. Này để lên hả ông cô bà con gì chú bác này, hai ba. À. À con ngã đi, à ông bà cô gì chú bác. Ông bà cô gì chú bác ơi, tối nay á là 18 giờ. Mẹ Trâm ra phim Thắm Tình Duyên Xuân. À, trailer, tung trailer tối nay ông bà cô dì chú bác ủng hộ nha. Lại chú bác ủng hộ phim Hồ Bích Trâm nha. À đi con ạ. À đi ạ, cho con biết chú bác ủng hộ phim mẹ đi. À đi. À. Dạ ông xuống đi đẩy lên đầu em chạy. Đàn ông mà. À. Đi con ơi. Đi con ơi. Thôi bà đi đây. Thôi bà đi đây. Bà đi nha. À đi, à ba, à ba. À ba lẹ đi. À. Bà ơi. Cho ba đi. Ba đi nha. Cho ba đi. Mày dễ đi đâu ạ? Cho em đi đâu? Đi. Không cho ba đi ăn tất niên. Đâu đây? Bà chứ ba đi đâu? Đi tất niên. Đi ra đi, mẹ con đi luôn. Con đi ở nhà đi. Anh ơi tắt giùm nhà giùm em với. Ở nhà đi. Chỉ ăn tất niên một mình không cho hai mẹ con đi. Con người ta này chuẩn bị đồ bận đồ đẹp lên hết rồi. Đi. Thôi bye bye ở nhà đi con ơi. Cho ba đi con. Bye bye. Ủa vậy? Leo. Rồi đi tất đi. Rồi vậy. Không cho đi. Ra đây. Đi. Ra đây anh ơi. Cái vậy? Leo ơi. Ta bị xăng chân. Leo. Chứ ba đi ăn tất niên một mình ba không cho hai mẹ con đi. Có mặt không đi. Ba không cho đi lên hội quán ngôi sao mực vườn. Em đang bệnh. Kêu gọi ủng hộ phim với mẹ mà. Tí nữa là em không có hết bệnh, không ăn Tết được á, còn 2-3 tuần nữa Tết rồi. Coi nè, coi mặt nè, coi nè, quay qua cô Diệu. Lên đây. Lên đi ạ mấy cô. À. Rồi hết giờ rồi, trễ giờ rồi, ba đi. Không. Đi thì đi luôn, đi cả nhà đi luôn. Rồi mẹ ngồi đây luôn. Đi chỗ này chắc cả nhà luôn. Đi xuống đi. Để tao tăng tiền rồi đi. Ba của tôi. Để đây mẹ ơi xuống mẹ ôm lấy con đó. Kịp xuống không? Rồi ôi rồi giờ sao ra? Rồi sao ra nè. Lấy cái chân mày ra nè. Hồi té bây giờ bà ơi. Bà một ý. Rồi. Đi. Xuống đi không biết vụ gì luôn. Kiểu mọc bắt thằng. Bye bye. Ở đây mặt nó xảy vô rồi. Có đòi kìa. Ôi. Xảy gì quá mẹ mày coi nó đi. Thử bên xảy nó cần. Không lại đâu. Rồi xảy nè bà á. Đi vô đi, ba đi hết trễ giờ rồi. Nó khóc kìa. Bye bye. Anh lên cho nè. Ủa cho cái bị lì xì trong đâu có tiền đâu. Bye bye ba đi. Bye bye. Khỏi đi luôn. Trời mặt xảy quá trời ơi nè, cho mày nó không có. Cô gái lại đi vệ sinh mặt mũi nó đi. Ba nha, bye bye. Bye bye đi. Chia tay hoàn hôn. Rồi không được đi vô nhà. Từ từ vô nhà coi làm gì. Có mà kìa. Có mà kìa. Chuẩn bị miếu này. Không miếu luôn. Rồi sao ba đi rồi? Đâu rồi? Ông quan tâm. Nè cho con nè. Bà ơi sao người em mới nổi hột thôi. Nó hột hột quá trời nè. Rồi đi vô. Chào ông bà cô dì chú bác nha. Ông bà cô dì chú bác ơi, Lê Hình bữa nay là được 13 tháng rồi. Bữa nay biết ạ rồi. Con ngại ông bà cô dì chú bác đi, con ngại đi hai ba. Đâu, biết bữa cái gì ngại đâu rồi. Đi. Rồi lấy chìa khóa mở cửa nè. Mở nè. Đây. Nè bà con cô nè. Rồi con ra mở cửa đi chơi đi. Ra mở cửa đi chơi. Mở cửa đi chơi làm sao? Lên phòng kìa anh mới mở. Lên phòng bên đây là cứ. Đây nè, mở chìa khóa nè. Rồi đi chơi. Nè con mở đi. Rồi. Làm một lần nó biết. Rồi mở cửa sao? Mở cửa sao? Đút chìa khóa lên. Đây nè, con mẹ làm nè. Đút ở dưới nữa thôi. Đây. Đó, thấy không? Cái mẹ mở cửa giỏi chưa? Rồi đóng lại. Rồi lấy anh mở đi. Anh con cầm tay phải á, rồi con mở đi, mở chìa khóa đi. Đúng rồi. Mở cửa. Mới lên mở cửa đi. Qua làm gì? Ê ơi. Thôi đi chơi nè, đi chơi không? Buồn quá cho ăn cho đi con ơi. Ê ơi đây. Ê ơi, ở đó nè mẹ. Cô gì ông bà chú bác thương Lê Hình, thương mẹ Trâm thì tối nay nhớ ủng hộ trailer của mẹ Trâm nha, bình luận nhiều nha. Đó, đi ủng hộ phim nha, buồn ngủ ra, mất ngủ dậy mà. Không mất ngủ dậy mà. Bây giờ đi lên ăn cháo nha, thôi mẹ để mẹ Trâm bé ăn cháo nha. Đi lên coi thử cái mặt người sao bị nổi hột vậy. Lấy mũ đi. Rồi, táo mũ đó. Đó, bữa nay là giật hết. Thôi đi cô Diệu. Trời ơi sao dỗ. Giờ mình chỉ biết mở cửa đi chơi thôi, giờ chỉ muốn đi chơi thôi. Đó. Ê, bữa nay sao trầm tính vậy ta? Bữa nay người nó bị nổi hột các bà. Nó bị bệnh á. Người đang bệnh á nên là ba không có cho lên hội quán. Đáng lẽ hôm nay mẹ chở lên hội quán chơi nè. Mà đây là đang bệnh. Sổ mũi sổ đồ quá trời đấy mấy cô ơi, bệnh biết sao. Cứ qua một tuổi rồi là đủ thứ bệnh trơn. Hôm bữa là Lê Hình bị viêm đường ruột. Một lần đã vô bệnh viện xong rồi hả, xúc một cả ký lô của mẹ Trâm. Bữa nay thì sổ mũi ho, trời tiết thay đổi nè. Qua anh nói tay. Cầu cứu kìa. Đi vô mày dẫn vô chơi. Nhà cửa nay đồ nhiều lắm mấy chị. Nhà em bữa nay em livestream á, đi vô mày dẫn vô. Đi vô. Người ta tự đi, người ta đàn ông người ta tự đi. Ủa. Chặn lại. Ta nước được tươi rồi. Bà Chiến ra nè, bà Chiến ra kìa. Bà Chiến kìa. Đền ơi. Dí, biểu gì dí nữa đó. Ta bắt được tươi rồi. Nay em đang bệnh cho nên là em không có được vui. Chứ bình thường là la chít rồi. Vui. Rồi qua đó mở cửa chơi vậy, mai mốt chứ làm thợ sửa cửa quá. Rồi đi vô. Rồi đi lên cháu nè. Con chịu nè, hấp nè. Rồi đi lên. Mô. Ôi trời ơi, sắp vô rồi con ơi. Xách rượu quá. Đi. Mở cửa nữa đó. Đi vô. Đi vô. Ý là để tụi nó vô. Ủa, leo lên. Khỏi Lê Hình đi nè mấy cô nè. Đó, lên là anh đặt ra liền. Kèm rồi, bắt đầu. Đó. Đi. Cô đập ra kìa. Phải có một người giữ đằng sau như này đó. Im. Đấy, nghiêng á, anh thấy nghiêng bên kìa. Đấy á, anh ngồi chắc lắm. Đâu vô tường đâu. Mình phải ve ra chứ. Đây nè, con giữ đây nè. Rồi con nhấn nút này đúng không? Rồi vô nhấn. Kìa không? Con nhấn chạy đó. Nhấn nút đi. Nhấn nút chạy đó. Im. Rồi, xong rồi, tới giờ đi lên ăn. Bà Xuyến ôm lên luôn. Bà Xuyến ơi, đã nè, mệt mỏi rồi. Rồi định ra, bóp ra. Đó, khỏi nhấn nút kìa, nhấn nút kìa. Nhấn nút sao? Đó. Nghe lắm chứ bộ. Đây là hàng ngoái mẹ Trâm livestream cho nhãn hàng đó mấy cô chú. Like quá trời like luôn, like cả năm nay mấy trăm like. Bên TikTok á, like đồ nhiều lắm. Rồi, chụp tấm hình. Về quê, đậu nóng về quê ăn Tết. Chuẩn bị gặp bà ngoại tính rồi. Ai làm vậy làm với im ru. Rồi, đó. Mê của Diệu đâu? Thôi, đây nè, ông bà cô dì chú bác thấy mẹ Trâm like không? Đồ quá trời quá đất hết trơn. Nhà bây giờ như cái kho vậy đó. Đó, mê của Diệu kìa. Bà Xuyến ơi, đá đi bà Xuyến. Mắm mấy cô coi liền ăn nghe. Mặn nghe. Mặn dữ lắm bà. Ngồi thẳng lên ăn đàng hoàng con. Thẳng lên ăn nha. À, cho mẹ con này, cho con chơi nè. Đó, mẹ Trâm á là không có cho ăn rồi vừa coi tivi, điện thoại rồi này kia là không có cho chơi. Tivi là một ngày cho coi được 5 phút. Là coi hoạt hình nè. Rồi coi mấy cái nhạc tiếng Anh, tiếng Việt nè, mấy bài hát của mấy em bé nè. Rồi con vật nè, con số nè. Ăn đó là ngồi im một chỗ ăn thôi. Không có, chỉ cho đồ chơi, trò chơi, ăn thôi. Không có tập hư. Không có ôm đi vòng vòng khắp xóm. Ở dưới quê là ôm đi. Ở dưới quê là đi vòng vòng khắp xóm. Nó hết trăng trăng. Mà nó bự lên, cái này nó bự lên. Ngày xưa cô mà được xóm cô nha, cũng có cái thằng nó đẻ 92 mà nó cũng nhận nó chiều con, không ăn bế rồi nó vác con là lúc cầy cho con đu đi cầy ấy, con đu cầy mẹ dưới mẹ đút rồi nhá vô rồi nhà gần chợ nó bế ra chợ thằng một cái cháo mẹ vừa bế vừa ấy ăn đi con, ăn đi, ăn đi rồi mẹ nè, ăn đi đừng có ngậm nữa nha. Yeah. Âm lẹ giỏi nè. Giỏi nè, về cho có da có thịt cho bà nội thương nè, lẹ lên chứ để bà về bà nội la mẹ nè. Rồi sao có tay em kìa hả? Không trầy cái gì á chứ không phải vòng đâu. Không mà từ đây đến 3-4 tuổi nữa là còn trầy nữa mà. Chưa có nuốt mà. Nuốt đi con. Ực. Này cháu đây cháu gì ta? Ực. Rồi nuốt hết rồi nè. Giỏi quá nè. Đó. Đâu. Đây, đây đo nhiệt nè, đo nhiệt. Tưng ra nè. Alo. Alo, bà chồng hả? Bà chồng hả? Con alo đi, cho con alo, Alo. Alo ba đi. Biết cái này không phải alo. Không có điện thoại sao bà? Điện thoại kia thấy bà thầy nó im, thấy xong rồi nó đang thiêu ngủ rồi nó trùm lên. Cầm cái tay của nó đẻ tay rồi đó. Cái tay nó đẻ tay đó rồi. Nó ai vậy con? Nó ai vậy? Bà nó ai vậy? Ờ bữa nay bệnh mệt không có mặt không có vui một kiếp nào trơn. Đâu hồi nãy người ta cười chứ. Không mà không vui gì. Mẹ này nó một chà một giây. Thôi chào mấy cô đi nè. Để mấy cô tối nay coi treo lơ của mẹ Trâm nha. Ủng hộ mẹ Trâm nha. Thôi mấy ba đi. Thôi mấy ba mấy cô đi. Giờ này đang ăn rồi không làm gì nữa trơn. Để ra. Bye bye. Đây này. Yeah. Yeah mặt bùng hiu luôn rồi. Thôi xong rồi. Clip này xu rồi mấy cô ơi. Không có buồn ngủ á. Thức hồi 8 giờ nữa nhau mà. Ủa chị ngủ đi chơi vậy hả? Con trái cưng. Con trái cưng của mẹ. Thôi để ra đấy cô.